nhau nữa. Khi trái tim không còn đau, gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tương lai được phương ban đầu? Rồi mình lại càng níu chân nhau, xô ngã đời nhau. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi. Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhắn thông đâu màng chi. Lột bệt mềm màng những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tan ta về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan ở chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chắc nỗi. Nhưng tình ơi chỉ còn là xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, anh đã xa em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về. Cảm ơn chị Mỹ Thị Hà, cảm ơn tất cả các anh chị. Các chị ơi, mở màn với một bài hát ca khúc mang tên Ta Đã Từng Yêu, đã, đang và tiếp tục yêu nha các chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh chị đừng đi. Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhớ tâm đâu màng chi. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tan tạ về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Những tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Những tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình sợ sẽ mãi không quay về. Ok chị Hoa Hoàng, cảm ơn chị ạ. Áo đỏ trong làng bột bị bồ bỏ. Một ca khúc rất là nhẹ nhàng gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, được mang tên với tựa đề Ta Đã Từng Yêu. Và Minh Nguyệt và Sao Băng rất là mong sẽ được toàn thể cô chú anh chị chúng ta đón nhận những ca khúc này. Và đặc biệt là đừng quên ấn like, tả tim, bình luận những ca khúc anh chị chúng ta yêu thích. Nếu hôm nay chúng em không có hát được để tặng cho anh chị thì ngày mai chúng em kết thúc live stream, chúng em sẽ xem lại và sẽ ghim lại những cái bình luận yêu thương của anh chị để ngày hôm sau chúng em sẽ hát tặng anh chị nghe. Và một ca khúc tiếp theo đầy mang tính lãng mạn, nhẹ nhàng, sâu lắng để gửi tặng cho toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta. Ca khúc được mang tên với tựa đề Khói Thuốc Đợi Chờ. Ok chưa? Ok, và một bài hát tiếp theo xin mời tất cả các anh chị cùng hút thuốc. Lắng đọng nha mọi người ơi. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải nhẹ nhàng. Ừ, có một chút gì nhẹ nhàng xong nó máu lửa cao trào phía sau chứ gì. Ào ào vô. Hello chị Thanh Liên nè. Hello Sao Băng đang comment nha. Lê Nguyễn Hùng nè, áo đỏ chứng tỏ người chị yêu. Ok chị Huyền Hợi nha. Anh Ninh Ngộ, chị Đào Phùng, chị Hoa Lê, chị Nguyễn Huệ. Đốt cho chị điếu thuốc nè. Chị em mình đến với nhau điếu thuốc. Rồi.
lựa chọn ra. Yêu nhau cho đến đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình, cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trả về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thăm ngón tay vàng chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Hello chị Hoa Cẩm Vân này, hay cảm ơn chị Hoàng Nguyên, Cẩm Tú Dương, cảm ơn tất cả các chị Khánh Ngân đã cùng lắng đọc với những cái khúc này. Và đừng có thấy là nhẹ nhàng quá quên chia sẻ nha các chị nhá, một người một lượt vài lượt chia sẻ và like comment để chúng ta không bị ẩn cái comment nào. Hello chị Phương. Yêu hay giao khổ đau giờ ta xa lìa nhau, mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi ta vẫn mong chờ, chờ gì đây người ơi tình ta vẫn ta. Giữa bóng tối ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thắm ngón tay vàng tìm chơi bơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Có những chiều em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya em vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, nhưng ngón tay còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thắm ngón tay vàng tay vàng tìm chơi vơi theo thời gian còn nhịp vắng giờ thầm chết trong em. Tìm chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng giờ thầm chết trong em. Tìm chơi vơi theo thời gian giờ thầm chết trong em. Cảm ơn chị Nguyễn Thiệp, collagen chất lượng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ca khúc này chị thích, em cảm ơn mọi người ạ. Nếu mọi người yêu thích những ca khúc này thì chúng ta đừng quên ấn like, thả tim và chia sẻ rực rỡ cho Minh Nguyệt và Sa Băng nhé mọi người yêu thương ơi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc sau ạ. Những giây phút lắng đọng của chúng ta cũng đã có rồi. Và bây giờ chúng ta cùng sau ạ, banh nóc nhà anh chị ơi. Bắt cung ạ. Let's go. Vui lên, vui lên, vui lên. Ai không vui cũng buộc vui. Hey. Chào chị Nguyễn Thanh Trung. Ủa Nguyễn Thanh Trung à? Anh chứ. Hey. Woo. Chia sẻ rực rỡ nữa các chị ơi. Hai bài đầu nhẹ nhàng lấy đà thôi. Hai bài đó lấy đà để chúng ta cùng phóng phóng nhanh đi này. Now
nghe khúc nhạc, khúc nhạc bước lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, mê say mê say, đôi cuồng tim của xin ông trai nhớ nhé anh đêm hey, mình phải từ vài đón say cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya trăng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như một bài thơ, nghe hồn chơi với người yêu hơn. Hey, nào cùng vui lên anh, lên đi anh chị ơi, một cát tam rồi. Cảm ơn bạn. Hey, nào cùng vui lên anh, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, đêm quay cùng trong hết ngày. Ya 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 ya, cha đi đã, cha đã đi đã. Hát lên anh ơi, hát lên bằng ơi. Khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời. Hey, hey, ngầu nhá, quá ngầu luôn đại đinh này. Anh chị ơi, hey, chào chị Sâu Ngọc. Anh chị ơi, thương ơi, chia sẻ nhiệt tình cho mình nhiều sao bán nào. Chúng ta máu chảy về tim đi đâu. Hey, are you ready? Hey, la 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 la, Minh Nguyệt ngầu chưa? Hey, la 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 la, la 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 la. Đến với băng hơi người, đến với âm hơi người, ta say đắm bên nhau, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với âm hơi người, say người hơi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu anh đậm sâu, yêu anh đậm sâu. Yêu anh dài lâu, yêu anh dài lâu. Người anh người hỡi có hỡi, hãy đến với nhau. Hey, hãy đến với nhau. Chị anh Phúc nào, hello chị Nguyễn Thiên nào. Hey, hãy đến với nhau một lần người ơi, dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao anh vội xa, sao anh vội quên, sao anh vội đi. Hãy nói với nhau một lần người ơi, dù biết nói gì cũng chỉ với tôi. Sao người xa đi, sao đành chia ly. Giỏi tụi em vậy rồi, phải cho tụi em biết cái chị ở đâu. Tình yêu phương 8 đi chơi, tình yêu phương 8 đi. Hey, wow, trước hai chàng hát rồi đó. Rực rỡ ba cao nói anh chị yêu thương ơi, mỗi người tặng cho em một lời chia sẻ nào. Quất luôn anh chị ơi, lên nóc nhà là bắt con gà, là bắt con gà là chúng ta làm gì nào? Bắt con gà chúng ta phải nhớ phải nhổ lông gà, nhổ lông gà xong chúng ta nhớ phải luộc gà xong chúng ta mới ăn nhá. Hôm nay chịu luộc gà rồi, hôm trước okay. Chịu luộc. Tình lên đi anh chị ơi, tú hát cái này xong tú hát về tình đơn phương bình thường đi, phải có độ đôi thiên hạ hữu tình nhân. Hey, ta ra ta ra ta 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 ra ta ra ta ta, vuốt tóc thôi, uống collagen mà tóc đẹp qua vuốt thôi. Hey, mọi người phải đeo tai phone vào, cả nhà ơi phải đeo tai phone vào nhé mọi người. Đã bên nhau bao ngày thật đẹp, từng vượt qua bao nhiêu bão giông cùng nhau. Mong một ngày mình tay nắm tay, cùng chung bước đi trên thanh đường tình yêu. Giấc mơ kia chưa kịp nhịn màu, hey!
người vơi đi mang theo tiếng yêu ngày xưa. Sâu từng đêm dài rơi khóe mi, còn đâu nữa anh ơi hy vọng vẫn phai. Hey, lắc 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 cái nào là lắc cái nào. Hey, bao đêm em khóc anh đừng nào biết em vì anh mà đau nhất tim này, đau nhất tim này. Nơi phương xa đó anh có còn nhớ khoảng trời yêu mà ta có nhớ? Ok, Nguyễn Tuyên Nghi, Bảo Quyên Nghi nhá. Chuyện qua, hey. See you. Come on. Hey. Xung quanh chị ơi, chị gái của em. Bao đêm em khóc, anh đâu nào biết em vì anh mà đau nhói tim này, đau nhói tim này. Nơi phương xa đó anh có còn nhớ khoảng trời yêu mà ta có nhớ? Phố lên đèn, hey! Phố đông người, chỉ riêng mình lẻ loi. Nhớ mai này có mỏi mệt, hãy nhớ mãi có em đợi anh. Cố sẵn lòng phải quên người, cớ sao lại nhớ thêm? Nhớ mai này có mỏi mệt. Cho nó vui mọi người ơi. Thế hay có tình nhân đúng không? Hả? Ok, cũng được. Ok, và bài hát là Mưa Làm Gió Một Thời. Các anh chị yêu thương ơi, mọi người hãy cùng ấn like, thả tim và đặc biệt là chia sẻ nhiệt tình cho chúng em có được không ạ? Hôm nay hình như là có vẻ là hơi chậm đúng không nào? Đúng rồi, hôm nay mở màn hey. Nhẹ quá, không chịu quay răng. Chia sẻ rực rỡ một lần nữa các chị nhá. Quen giật rồi, chắc là giật. Giật. Gì? Trời, hôm nay sao bằng dữ dằn không mọi người này, dữ dằn. À, bài á, à, kết thúc bài phải dậy đứng trên sân khấu nó dậy thôi. Bây giờ em xuống sân khấu rồi, em hiền lành lại. Đôi dép màu xanh. Đâu? Nhìn thấy mọi người nhìn thấy. Thấy không? Đâu, ai chắc lúc lúc rồi. Đứng lên phát mọi người thấy. Thấy đôi dép màu xanh. Đâu tia. Cũng được nha. Trời ơi. Mà anh chị. Yeah, em cũng được được đẹp. Hello tất cả các chị yêu thương nào. Rồi mọi người chúng ta đang ở những cái tỉnh thành nào, mọi người theo dõi Minh Việt Sa Băng từ 18 đến 86 gửi lời chào thân ái tất cả mọi cô chú anh chị đang có mặt trong livestream ngày hôm nay nhá. Và ca khúc vừa rồi chúng ta vừa theo dõi đó là một ca khúc được mang tên với tựa đề Thiên Hạ Hữu Tình Nhân. Một ca khúc cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường nói chung là thế giới luôn đó mọi người ơi. Và thế, giới... thế giới luôn chứ giờ làm sao? Dừng lại, không nhớ nữa. Em nên dừng lại à? Ừ. Okay. Đâu? Em nên dừng đây nè, trời nó nằm ngay đi. Thế là tôi không thấy, tức không? Nụ cười đẹp nhớ kính chiều tà thì cơ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối bốn bề đằng sau những nụ cười than trách thó anh chẳng chịu thương bằng đến nơi. Are you ready? Đứng lên mình sẽ hát được cao hơn, khỏe hơn. Nhưng mà nó sẽ mệt hơn á. Biết là đứng lên hát mệt hơn á. Trời, ngày sau chị lên sân khấu chị hát cùng lòng ba bài giữa trưa chưa nắng được. Vậy chứng tỏ Minh Nguyệt mà nhiều khi quẩy 30-40 phút là cũng khỏe dữ ha. Chị em online sao bạn hát bài nhạc hoa hả? Ok, ok, chia chia. Nhi tẩn quả ý xa lá. Nhiều lần thấy băng khóc khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm băng vào lòng.
nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải đừng hoài dù là biết mệt. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu, hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi anh đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trơ. Sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh gió được với những đó hoa hồng là lớn. Người con gái chẳng cần kêu xa, kêu xa. Nụ cười đẹp nhớ khi chiều tà, thì cứ bên anh tơ bao vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối bốn bề đằng sau những nụ cười. Hắn trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi, hắn trách gió anh chỉ chưa chịu chia sẻ đến nơi nào. Hai son, ok chị Vũ Minh Hằng ạ. Son của chị đấy nhá, chị cảm ơn chị Minh Hằng đã lựa chọn son của bên em. Và chị sẽ được tặng thêm một thỏi nữa nhá. Chị mua hai thỏi được tặng một thỏi nữa nào. Miễn phí ship cho chị luôn, cảm ơn chị rất nhiều. Chúc cầm hò. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta bận lòng làm chi dối trá. Hey! Sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại khóc. Con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối bốn bề đằng sau những nụ cười. Than trái gió ơi chẳng chịu thương em đến nơi, than trách tất cả cái gì không thương sao bao giờ mình đến nơi. Cho nên bây giờ nó mới có 2K7 thôi. À, bài gì đó? Ngồi đi. Ngồi. Ngồi gì mọi người? Ngồi sao cô đơn? Ngồi. Tâm nguyên là bằng giao cách cảm về đúng không em? Hey! Cảm ơn chị Thanh Nga. Sắp sửa lên 3K là anh chị yêu thương nè. Và ca khúc tiếp theo đó là gì ạ? Ca khúc tiếp theo là một ca khúc được mang tên đề Ngôi sao cô đơn để gửi tặng cho toàn thể các cô chị. Ok, let's start. Em sắp ra bài này nhá. Các chị chờ đón full bài trên YouTube. Chèo thuyền. Từ nay em mất anh rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi. Một mình em chính em thôi, hoang mang điều tàn vì lời anh nói phũ phàng. Nhẹ nhàng xé nát tâm can, người về bên chốn cao sang, anh bước đi trong lỡ làng. Từ đau thương em như thấy mình, nhìn anh đang bên ai đêm sau không hình. Ngày chia tay anh đã nói gì là quên anh luôn đi,
tiếc thương được gì. Nhiều lần bật khóc trong đêm quanh vắng cô đơn gần kề, mãi lang thang trên lối về, mãi lang thang trên lối về. Ngọt ngào cũng thế nên xin giờ ai yêu thương em thật tâm đi bên em luôn chân thành. Vậy thì hãy uống với em một chút đi anh ngại gì, tay đang tay ta với trà, với trà. Lặng chờ một chút nhưng em chờ sao đâu anh ơi, vui đi anh ơi, đời em thế. Từ nay em mất anh rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi, một mình em chỉ em thôi, thân xác hoang mang điều tàn vì lời anh nói phũ phàng, nhẹ nhàng xé nát tâm can, người về bên chốn mọi người rất là nhiều ạ, cố lên mọi người ơi, mọi người tặng cho chúng em một lượt chia sẻ nào. Hey, cảm ơn chị Quý Nguyễn nào. Hey, cảm ơn chú Quang Vân. Ngay sau đây không thể đại ca nào vô, đại ca em đâu? Đại ca. Choàng vai ôm không như lúc đầu, không như lúc đầu. Thì ra ta xa nhau chính anh mong cầu. Cười lên anh vui nhất mà, anh vui nhất mà. Nhìn đôi mi em đi, thấy vui hay là. Nhiều lần bật khóc trong đêm quạnh vắng cô đơn gần kề, mới lang thang trên lối về, trên lối về. Ngọt ngào cũng thế nên xin giờ ai yêu thương anh thật tâm đi bên anh luôn chân thành. Vậy thì hãy uống với em một chút đi anh ngại gì, ta tay tan tay với trà, tay đan tay ta với trà. Lặng chặn một chút nhưng không chẳng sao đâu anh ơi, mình vui đi anh ơi, đời em thế. Từ nay em mất anh rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi, một mình em chỉ em thôi, thân xác hoang mang điều tàn vì lời nhẹ nhàng sẽ nát tâm can, người về bên chốn cao sang vỡ tan. Từ nay em mất em rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi, một mình em chỉ em thôi, thân xác hoang mang điều tàn vì lời anh nói phũ phàng, nhẹ nhàng sẽ nát càng, người về bên chốn cao sang, em bước đi trong lỡ làng. Hey! Hết rồi hả? Hết rồi. Ok, và các khúc tiếp theo sẽ là khúc gì anh chị yêu thương ơi? Cảm ơn anh chị Ngọc Dương này, khúc tiếp theo là gì? Sao bằng mọi người, sao bằng mấy mông dẻo thế? Ok, bình thường. Nghề của em, lên sân khấu em nhảy em tặng là lắc mông không à? Ok, các khúc tiếp theo là có khúc gì ở Pháo Hồng rồi, hát ruột cho ta? Pháo Hồng chưa à? Chưa, Pháo Hồng đâu. À. Pháo Hồng. Four song. Ok. 1, 2, 3. Hey. Không lên cái này nó đi xuống luôn. Cao quá hả? Không cao đâu, qua qua mày hát rồi. Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa, ngày xưa. Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mơ, ngày mơ. Tim em lạnh giá hoa đã yêu chưa. Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dễ thương. Trong muôn vàn kiếp sống cố chấp chắc mình em thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ sai người. Ngày ngày bên anh yêu anh thương anh chỉ vậy thôi. Nụ cười ai đã lâu, ngày mai em lại trầu. Rồi sẽ hoa phóng vòng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu này rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh có cười, vì đời không như mơ người. Đừng vương trên mất buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn cho anh những điều, từng dòng thư xếp cánh diều. Thả theo mây
con yêu. Sếp mà để cái bục này là em tưởng tượng cái sân khấu là em sẽ quậy như là em đi hát show ngoài vậy. Cảm ơn anh giống hơi nào. Vận kiếp sông cô chấp trước mình anh thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say ngời. Ngày ngày bên em biết em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười ơi nó lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi sẽ hoa phố hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em sau cuối trời, thiệt anh không bên đợi. Tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên ai có cười vì đời không như mọi người. Đừng vương che mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh nhớ điều từng dòng thư xếp cánh diệu. Thả theo mấy gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi sẽ hoa phố hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em sau cuối trời, thiệt anh không bên đợi. Tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh có cười vì đời không như mất người. Đường vương che mắt buồn bao nhiêu tâm tư dòng tiếc thương. Còn trong anh nhớ điều từng dòng thư xếp cái diệu. Thả theo mấy gió chưa bay đi xa xăm buồn cô liêu. Bài gì mà nó chiêu chiêu nhỉ? Dạ, hoa bà tình ca chiêu hơn. Trong này hay ngoài? Trong này cũng được sao, nhưng mà là ngoài kia. Nhưng ngoài kia thì nó chừng nhá, có cao quá. Ngoài kia, ok, cơ. Và chúng ta tiếp tục chiêu nhá anh chị ơi. Tiếp tục chiêu này, trong cái lúc chúng ta chiêu nhạc, chúng ta vui vẻ thì mọi người chúng ta đừng quên là chia sẻ cho hai đứa em nhá. Cảm ơn cái tình cảm của tất cả anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hoa thàn tình tan. Yêu đương dị vãng á? Đấy hay mà. Đừng là gì chỉ yêu đương dĩ vãng, chỉ sức cố chơi bao. Thì cứ thích thì hát luôn. Chơi luôn đi. Bốn luôn. Đây đây đây, nhầm rồi. Không phải hả? Không phải bài này. Đây. Đấy. Quật đi. Chỉ sức cố chơi chơi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì? Khúc ca nghe nào nè. Cảm ơn chị anh Hương. Khi tăng tư tuổi trẻ. Chị ơi, hãy sống với tuổi trẻ nào. Lên luôn, Nguyệt ơi. Xe, lên nào. Cơn mưa sao băng, không. Em ngồi đây chứ không làm mưa thì Hồng Vân. Người làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chỉ sự cũ ta chơi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười, để từng cơn vương trốn trong mòn mỏi. Người làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện sự cũ ta chơi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nào nề. Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hãy sống với tình yêu hôm nay, chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây. Nếu thấy chán tình em hôm nay, hãy xa nhau không cần đôi tay vỡ. Người làm gì hey. Chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ ta chơi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca nghe nào nề. Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên chị ơi. Là gì mày? Ok. Hãy sống với tuổi trẻ, ca khúc này rất là lâu rồi chị ơi. Người làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chỉ sức cũ ta
cho thơ ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười, đừng để tơ vương chôn trong mòn mỏi. Người làm gì chuyện yêu đương suy vang, chuyện xưa cũ cho chơi theo ngày tháng. Hát lên em ngày gì khúc ca không nào nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hãy sống với tình yêu hôm nay, chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây. Nếu thấy chán tình em hôm nay, hãy xa nhau không cần đôi tay với. Người làm gì chuyện yêu đương dư vang, chuyện xưa cũ cho chơi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì khúc ca không nào nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên em ngại gì khúc ca không nào nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Phong cách người chơi. Em thấy mọi người yêu cầu phong cách người chơi mấy ngày, mấy người sẽ hát cho mọi người nghe. Và chắc sau bài này chị hát được rồi đúng không? I don't know. Biết rồi, bà biết nữ này à. Phong cách người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đeo kính nè. Anh chị nào chúng ta chưa đeo tai phone thì mọi người chuẩn bị tai phone đi. Phong cách người chơi nghĩa là gì ạ? Phong cách người chơi, chúng ta hãy cùng đến với cái ca khúc phong cách người chơi nha. Dầu mà keyboard là không có ai chơi. Dầu mà keyboard tiền đâu có thiếu, tiền nhiều không dám tiêu, ai mà dám yêu. Nhà giàu nứt vách, chắc gì đã có phong cách của một dân chơi thời nay người ơi. Nghèo mà chơi chất nhiều hơn vô kế, vô kế. Sống rất bao dung, thật tâm tư thế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi, nhưng chơi thì chơi chất bớt khuất rồi. Phong cách người chơi, ai đoán được người ơi. Khi ta muốn chơi, ta đâu hiểu được tính người. Vì khi ta chơi, ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu, nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi, qua dòng đời sẽ khắc ghi. Không cần chứng minh hay nghĩ suy làm gì. Nhiều khi giàu sang, phong cách chơi chẳng ra gì. Nhưng nghèo khó, phong cách chơi lại đẹp từng centi. Ê, cũng có kính chị đeo giống chị Đại không? Có. Không có kính, em không có kính. Chị Đại đeo kính văn phòng đi. Anh nói gì không? I am Korean. Khăm xa mít tha. Nếu mà chơi chất nhiều hơn vô kể. Sống rất bao dung, thật tâm tư tuệ. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi, nhưng chơi thì chơi chất bất khuất rồi. Phong cách người chơi, mới chơi ta đâu hiểu được tính người. Vì khi ta chơi ta mới thích. Giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi qua dòng đời sẽ khắc ghi. Không cần chứng minh hay nghĩ suy làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì. Nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng sáng tin. Phong cách người chơi, ai đoán được người ơi. Khi ta mới chơi, ta đâu hiểu được tình người. Vì khi ta chơi, ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu, nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi, qua dòng đời sẽ khắc ghi. Không cần chứng minh hay nghĩ suy làm gì. Nhiều khi giàu sang, phong cách chơi chẳng ra gì. Nhưng nhiều khó, phong cách chơi lại đẹp từng sáng tin. Hey! Chưa quen cái chị Đào Phùng, anh chưa quen bài này á. Hey! Are you ready? Bài gì tiếp theo anh chị yêu thương? Được rồi, được rồi. Okay.
Các chị hỏi về tăng cân nhiều quá nè. Xuân quá, xuân quá. Xuân quá anh trời. Vẫn còn đang xuân đấy. Phong cách người chơi ai đoán được người chị, ơi. Chị mới tìm cho em một một cái liều thuốc bớt xuân. Nhiều khi trầm cảm. Chơi xả láng luôn, chơi xả láng luôn. Minh Nguyệt đẹp, kiểu rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tìm em anh đẹp hết trường, anh đẹp, anh xinh. Bởi hát nhiều khi anh chị phải chữ thuốc vào lưng trong người là để dành ai mà sung quá thì chết. Ai mà lát nữa anh phải phá hồng em hát rồi nên chị mới Phạm ơi, các anh chị yêu thương, cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Thế thì em chia sẻ với mọi người một chút đó là em tin rằng là trong cái khoảnh khắc vừa rồi thì Minh Nguyệt và Sa Băng đã đem lại cho mọi người chúng ta những cái tiếng cười sảng khoái, thậm chí là có những người đã trong tình trạng là cầm cái điện thoại lên mà cứ một mình cười. Nhiều khi cái người bên cạnh mình hoặc cái người đối diện mình họ nói là chắc cái kia thần kinh nó có vấn đề sao ấy? Nó có cầm cái điện thoại nó cười hoài. Có đúng không ạ? Mọi người chúng ta có bị cái tình trạng đó không? Nếu như chị chúng ta bị cái tình trạng đó giống như Minh Nguyệt vừa chia sẻ thì đừng quên là ấn phím 1 giúp cho em nhé. Đó, tức là nhiều chị khi ngồi cứ là cười. Ấn phím 1 English. Xong rồi. Gì các gì tiếng Việt ấn phím 1 English. Cứ cầm cái điện thoại để cười. Nhiều khi cứ cầm cái điện thoại cười. Đó. Dạ. Thank you everybody. Xin mời các anh chị cùng đến đây. Chúng ta cùng độ body với một em tăng cân mọc đà từ độ nhà body. Chúng ta cùng độ nó cho nó căng tròn mịn màng. Anh chị thấy không ạ? Bán trước bán sau bên em không vấn đề gì cả đâu ạ. Nhưng quan trọng là anh chị. Chị Phùng Thị Như Hoa ơi, mình để lại số điện thoại giúp em nhé. Tại vì ngay cả khách cũ hay khách mới cũng cần phải để lại số điện thoại để bên em chốt đơn hàng cho mình đó chị gái. Tăng mình chịu cân, khó tăng nha cân. Mình chịu khó để lại một lần số điện thoại giúp em nhé. Tăng cân thảo mộc bên em nó đã đi theo duy trinh từ lâu rồi mọi người ơi, nên là anh chị chúng ta hoàn toàn nhé. Chắc là chúng em không cần phải nói nhiều về cái tác dụng của nó nữa. Ăn ngon ngủ ngon đó, hỗ trợ tăng. Điều trị cho chúng ta tăng cân một cách an toàn. Mặc dù là tăng rất là chậm nhưng mà tăng cân nào chắc cân đó, đặc biệt là không gây tích nước. Anh chị yêu thương nhá. Chị Ngân Kim ơi, tất cả các mặt hàng bên em không có một cái mặt hàng nào mà thu tiền ship của chị hết cả. Chị mua một thỏi son hay 10 thùng collagen bên em vẫn không thu tiền ship của chị nhá. Chị đọc cái tình nhạt phai không? Nước hoa bao nhiêu chị Nguyệt xinh gái. Trời ơi. Tình nhạt phai ơi, I love you. Thế hỏi người xinh gái trả lời đi, băng sống gái ngồi nghe. Băng ngồi nghe đi. Chị tình nhạt phai, nước hoa của bên em đây là nước hoa chính hãng nguyên đai nguyên kiện đến từ nước Pháp, đảm bảo sẽ không làm cho chị thất vọng. Đây là những set nước hoa cuối cùng và giá gốc của nó là nước hoa nữ này là 2.440.000 à 50.000, nhưng mà bây giờ chúng ta đang trợ giá khuyến mại là chương trình tri ân khách hàng 5 năm một hành trình của DC là 1.660.000 đồng đối với set nước hoa cho nữ và 1.660.000 đồng với set nước hoa cho cả nam và nữ. Nếu chị tình nhạt phai mà thích ưng cái tính của Minh Nguyệt ấy thì chị có thể mua cái chai này cả nam và nữ đều dùng được này. Đó, còn nếu mà chị là thích kiểu là bồng bềnh nhẹ nhàng giống như kiểu phụ nữ mà mỏng manh dễ vỡ ấy, thì chúng ta dùng cái dòng này nhé. Ngửi một cái biết ngay phụ nữ, 1.660.000 đồng đảm bảo sẽ không làm cho chị gái xinh đẹp tình nhạt phai thất vọng này. Nó quá là tranh xả luôn. Thì chị yêu lấy set nước hoa, chị để lại số điện thoại cho bên em nhé. Chỉ với 1.660.000 đồng chúng ta có một set nước hoa chai 100ml tặng thêm 10ml. Riêng cái set cái này em xin lỗi anh chị, em nói hơi thật, cái này phải xịt được mấy chục phát. Em thật mà, thật sự luôn, vì em dùng cái chai 10ml biết rồi. Ok chị Thu Hà. Chị thích giống em mà chị ta liêm cao thích giống Nguyệt à. Tình nhạt phai rồi, đọc cái gì chứ, đọc cái gì, người xinh gái là cuộc đời thấy nó sung sướng vui liền đúng không. Viên uống tăng cân và cho em chị ơi, chị Hoa Huỳnh ơi, tăng cân của trẻ em liệu trình là 350 một hộp, tăng cân người lớn là liệu trình 600. Chị Hoa Huỳnh lấy tăng cân thì để lại cho em xin số điện thoại nhé. Thực sự bên em sản phẩm nào mà tiếp tục được bán ấy, cái tỷ lệ của nó phải từ 80-90% bên em mới tiếp tục đưa ra thị trường. Còn tất cả những cái dòng sản phẩm nào ấy mà nó không mang lại hiệu quả cao, ví dụ tầm khoảng 50-60% hoặc trong đó có những cái thành phần nó gây hại cho sức khỏe thì bên em sẽ không bán nha mọi người, tuyệt đối không bán. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ đến với tất cả các anh chị một em bài hát. Mua bên đào cơn chị, mơ. Vậy thì bây giờ tình nhật phai cứ thử mua bên 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 em một lần được không ạ? Cứ thử đi ạ, cứ thử xem chất lượng của bên em luôn đây này. Đó, cứ nghe Nguyệt xinh gái đi ạ. Cứ nghe Candy Nguyệt xinh gái. Nghe từ Nguyệt xinh gái. 1.660.000 đồng chị tình nhật phai chị không mua thì em vẫn vui vẻ vì chị khen em xinh gái, nhưng em nói thật lòng sẽ không làm cho người chúng ta thất vọng bởi vì cái chỉ với 1.660.000 đồng một cái nước hoa nó thật là nó rất là dễ chịu luôn ấy. Cái này xịt vào cái mùi hương của nó khi mà chúng ta đang căng thẳng ấy, xịt vào một cái là đã cảm thấy là nó rất là dễ chịu. Tôi xịt phát nữa không có đỡ phải xịt đi. Cảm ơn chị Tân Hương. Ok, và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình văn nghệ với một bài hát, một cái sáng tác mà kiểu bằng bước hữu nghe nó rất là hay. Có giữ nước không chị Hoa Huỳnh ơi, đảm bảo với chị không tích nước luôn, chị dùng không ngưng trả lại cho bên em luôn. Trời ơi, bên em bao dùng bao đổi trả cho chị về cái khoản đấy chị nhá. Phải yên tâm đi ạ. Chất lượng của bên em đã nói, tức là đẳng cấp của bên em ấy, từ DC nó đi theo từ đẳng cấp của bên em, đi cùng với lại thương hiệu và uy tín của bên em rồi. Nên là hoàn toàn ấy, chị yên tâm, chỉ có nước hoa bên em là không đổi trả thôi. Cảm ơn chị Hoa Huỳnh.
Cảm ơn chị Thanh Liêm Cao. Ok Lê Hồng Nguyễn Lê này, em thấy xinh thật của mình rồi nhá. Ăn ngon ngủ kỹ dùng tăng cân. Còn set nước hoa này của bên em thì nói chung là cái mùi quá chanh xả luôn. Em khẳng định đẳng cấp của nó luôn này mọi người. Dạ em bấm nút cho nó dừng lại. Bấm Nguyệt cho Nguyệt dừng lại đi. Nguyệt ngồi tia comment. Ai gọi Nguyệt xinh gái nữa không? Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa anh có hay không? Chân trời kia ngồi trong màn sương, chờ đợi anh sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lẻ hoài trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chỉ lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Nên người tình cầm tay bám nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên anh. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ em đề. Ok anh Dũng Mùi nha. Thích chị Băng hát bài Bất Quá Nhân Gian lắm ấy. Cảm ơn nhạc bài. Vâng, thích lắm luôn. Cảm ơn chị Cindy Tiêu. Em cảm ơn chị Hùng. Chị gái Cindy. Em cảm ơn chị Đào Phùng nha. Anh Sinh Nguyễn là chị gái này. Cho một liệu trình giữa ông ok chị Hải Phạm, em cảm ơn chị đã ủng hộ bên em ạ. Chị Phương. Một lần thôi alo, thời alo. Gian trở lại, mình sẽ không chỉ lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Đôi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Nên người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên. Sẽ thôi rơi con đường xưa cũ êm đềm. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Nên người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên. Sẽ thôi rồi con đường xưa cũ êm đềm. Cơn mơ băng giá. Các chị chưa đăng ký kênh YouTube Sa Băng Singer thì các chị lên đó tìm kênh Sa Băng Singer. Cái kênh có cái dấu tích nghệ sĩ là cái dấu nốt nhạc đó các chị. Các chị vào đăng ký kênh giúp em với các chị nghe nhạc bài hát này nha. Thì bên đó thì hát trước sau thì nghe giống nhau. Còn khi mà tụi em hát live thế này thì tùy mỗi ngày mỗi cảm xúc khác nhau, nó sẽ nghe khác nhau á các chị ha. Đúng vậy. Cảm ơn Nhi Thái, cảm ơn tất cả các chị. Giọng và các chị đừng có quên cái sản phẩm nước hoa bên em có giá là 2.550.000, 2.450.000 là bây giờ nó giá chỉ còn 1.660.000 thôi, mà chúng ta không mua đi để mai mốt nó hết rồi ráng chịu nha. Đó, nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Cảm ơn chị Cao Thanh Liêm, em thấy chị đăng ký, em thấy chị comment vào cái bài hát của thơm em rồi. Thơm quá mọi người ạ, thực sự mà nói là thơm lắm luôn anh chị ơi, những set hoa cuối cùng nha anh chị. Đó là mọi người muốn chia sẻ tại sao mà em nói
nhấn mạnh được, bởi vì nó là những cái set nước hoa cuối cùng rồi. Trong tức là cuối cùng của cái chương trình khuyến mại này, thì có nghĩa là một là đến đầu tháng này nếu mà về kịp thì chúng ta sẽ vẫn có nước hoa để mua, nhưng chúng ta sẽ không còn được mua với mức giá 1.660.000 đồng với một set nước hoa là một chai nước hoa 100ml tặng thêm 10ml nhé anh chị ơi. Thì chúng ta cần phải nhanh tay, cái nước hoa nó quá chanh xả luôn. Còn lại anh chị yêu nào chúng ta mua collagen thì chúng ta cũng cần phải nhanh tay nè. Bởi vì sao, muốn đẹp thì chúng ta cần phải nhanh, mà một khi chúng ta đã muốn là chúng ta phải làm ngay. Đừng cái, có một cái câu nói rất là hay dành cho toàn thể quý cô chú anh chị, em thì cũng không phải là diễn giả gì cả, nhưng mà theo em nghĩ là việc hôm nay chúng ta chớ để ngày mai. Một khi chúng ta đã quyết định làm đẹp thì chúng ta cần phải làm ngay, làm đúng luôn rồi. Làm liền, làm liền, làm liền, làm lẹ, làm liền, làm lẹ. Cảm ơn chị Thúy Lê đã ủng hộ cho bên em ạ. Cảm ơn tất cả anh chị. Chị Thu Hà, em thấy chị đăng ký rồi nha, thấy chị comment luôn rồi. Còn lại là tăng cân bên em thì đây anh chị nhá, tăng cân, cái dòng tăng cân bên em thì chắc là không phải nói nhiều. Liệu trình trẻ em từ 7 tuổi đến 12 tuổi là 350, liệu trình người lớn là 2 hộp, liệu là tăng là 600.000, giảm trực tiếp 100.000 cho anh chị. Nên chúng ta nhanh tay này, tăng cân an toàn, hiệu quả, và nói chung là gì, có chứng chỉ GMP. Nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nói không với vấn đề tích nước, anh chị hoàn toàn yên tâm. Bao dùng bao đổi trả cho anh chị. Chả có công ty nào mà dám làm điều đó. Nhưng bên em chất lượng đi đôi với cái đẳng cấp uy tín rồi mọi người nhá. Hoàn toàn yên tâm. Và chúng em nhấn mạnh bằng cái sự tự tin, tất cả những dòng sản phẩm mà em dùng cái nào là em sẽ chia sẻ với anh chị bằng cái sự tự tin và cái sự chân thật của con người mình. Cảm ơn chị Ngân Thành, Ngân Khánh này tăng cân. Cảm ơn anh chị, chúng ta nhớ kiểm tra lại số điện thoại nào. Tiếp tục tăng cân anh chị ơi, tăng cân của bên em. Nếu chúng ta mà đừng có mua cái dòng nào mà tăng cân một tuần, mà chúng ta muốn tăng cân 2 đến 3 cân thì chia sẻ với anh chị. Cái gì nhanh quá nó cũng rất là nguy hiểm, và đặc biệt khi chúng ta uống vào mà tăng cân nhanh như vậy thì chúng ta chỉ có nhìn thấy cái da mặt của chúng ta, tức là nó bị phù thôi, chân tay nó phù thôi, nó phù nề lên, chứ nó không phải là lúc đấy là béo mập đâu, mà nó bị phù. Và khi chúng ta không uống nữa thì nó sẽ tiêu hao được cái lượng nước đó, nhưng khi nó giữ nước ở trong cơ thể chúng ta một thời gian thì nó sẽ ảnh hưởng tới thận của chúng ta đó nhá. Thế nên anh chị chúng ta phải nên dùng cái loại nào mà nó hỗ trợ chúng ta trong cái vấn đề như là thảo mộc thôi. Thì thực sự mà nói là chúng ta cũng đừng thần thánh hóa nó quá mức về cái dòng tăng cân bên em. Và nhưng mà đương nhiên ấy, thì tăng cân bên em nói không về vấn đề tích nước, và nó tăng cân rất là chậm. Tại sao tăng cân chậm? Bởi vì đơn giản nó tăng cân bằng chính những cái chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vào cơ thể hàng ngày. Thế nên là chúng ta mua cái gì thì mua, chúng ta hãy mua những cái dòng nào nó an toàn với sức khỏe. Và dòng thảo mộc này thì cả trẻ em cũng dùng được, từ 7 tuổi 12 tuổi là 350, người lớn là liệu trình là 600.000 nhá. Anh chị chúng ta lấy gì thì chúng ta để số điện thoại. Chị Trần Ha ơi, mua 2 sữa mặt sẽ được tặng thêm 1 sữa mặt, hoặc là thêm 1 tặng 1 tẩy tế bào nha chị gái, để lại số điện thoại giúp em. Mặt nước uống một uống tăng cân rất là tốt hả, đến mà đi mau không phải không hai em. Hello anh Sơn Trần. Chị Hà Trần ơi, chị lấy chị để lại số điện thoại cho bên em nhá. Thường chúng ta mà mua 3 cái tip này, dùng có sữa rửa mặt hoặc là tẩy tế bào là combo này, mà chúng ta mua 2, lẽ ra là chúng ta mua 3 cái tip này là 750 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta mua cái 3 combo 3 ấy thì chúng ta chỉ phải trả có 500.000 thôi. Bình thường là 250 một tip, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta mua 3 cái tip này chúng ta chỉ phải trả có 500.000. Nên là chị cho chúng em xin số điện thoại nhá. Chai này dùng rất là to luôn này. Có tác dụng là sạch này, dưỡng ẩm nha mọi người. Cho anh trai nước hoa nam, anh Minh Lợi ơi, bên em chốt đơn có số điện thoại, nên là anh trai cho chúng em xin số điện thoại có được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không có độ tăng nhanh mà giúp, đúng rồi đấy ạ. Thì chúng em đã chia sẻ chị mất nước ơi. Đúng là tăng cân bên em ấy, nó tăng rất là chậm, đó là điều bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là bởi vì nó tăng cân bằng chính cái chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vào cơ thể hàng ngày, nó kích thích hệ tiêu hóa của mình đấy. Chính vì vậy mà dùng cái này chúng ta ăn ngon ngủ ngon, và đặc biệt nữa là nó không gây tích nước nhé. Tăng cân nào chắc cân đó, khi chúng ta kết thúc liệu trình chúng ta cũng không cần phải dùng nữa, và nếu chúng ta muốn dùng lại thì chúng ta có thể ngưng một vài tháng đó. Hello tất cả các anh chị nhá. Cảm ơn tất cả các chị. Hello chị Na Sinh, chỗ này giờ mới thấy rồi, chị gái tiếp vào thăm nào, em. Các chị yêu nói collagen đây, em chia sẻ collagen, tư vấn collagen đi. Thì nếu như mà anh chị nào chúng ta là những người bắt đầu mới dùng collagen ấy, mà chúng ta chưa biết dùng loại nào ấy, thì nói một cách logic đơn giản thôi ạ. Cơ thể chúng ta thiếu cái gì thì chúng ta bù đắp cái đó. Chúng ta đói thì chúng ta ăn cơm, chúng ta khát nước thì chúng ta lấy nước chúng ta uống, đúng không ạ? Chúng ta thèm ăn của ngọt thì chúng ta có thể là pha với đường uống. Chúng ta thích ăn quả, chúng ta thích ăn cam thì chúng ta đi mua cam. Vậy thì cơ thể chúng ta thiếu cái gì chúng ta dùng cái đó. Đơn giản, nếu làm như... sao biết mình thiếu collagen? Sao mà biết ạ? Bởi vì đơn giản, khi mà cơ thể chúng ta dưới cái làn da của mình ấy, nó là những cái sợi collagen nó đan xen vào nhau. Đó, lúc còn trẻ thì chúng ta, cơ thể chúng ta tự sản sinh ra collagen được ấy, thì da chúng ta rất là căng. Đó, căng bóng, không cần phải dùng bất kể một cái thứ gì hết, không cần dùng kem chống nắng, cũng không cần phải dùng collagen, nhưng da mặt chúng ta vẫn căng và không có đồi mồi vất chân chim. Nhưng mà đến độ tuổi từ 25 tuổi trở đi thì lúc đó cơ thể chúng ta bắt đầu sản sinh ra collagen rất là ít, và càng về sau này thì cơ thể chúng ta lại không tự sản sinh ra được nữa. Chính vì vậy các cái sợi collagen ở dưới da của chúng ta nó bị đứt ra,
Chính vì vậy mà cái làn da chúng ta nó bị trùng xuống, bị nhão, dạ, bị không còn cái tính đàn hồi, không còn cái tính đàn hồi của làn da của mình nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta đơn giản là chúng ta muốn căng da thì chúng ta phải bổ sung cái lượng collagen thiếu hụt của cơ thể. Thì đây chính là dòng collagen mà chúng ta bổ sung để làm căng da nhanh. Tại sao nó căng da nhanh? Bởi vì là trong một cái gói collagen này này, cái hàm lượng collagen nó rất là cao nha mọi người, 3.000 mg. Một ngày chúng ta uống 2 gói, có nghĩa là cơ thể chúng ta dung nạp là dung nạp tận 6.000 mg rồi. Và chúng ta chỉ uống trong cái khoảng là khoảng 6 tháng thôi nhá. Sau khi kết thúc cái liệu trình này ấy, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái dòng collagen viên để uống cho em. Vậy thì bên em đang có một cái chương trình khuyến mại cho anh chị để chúng ta dùng đạt cái hiệu quả cho làn da. Mua 1 hộp thì đương nhiên là miễn phí ship rồi, mua 2 hộp có quà. Nhưng mà chúng ta mua 3 hộp là chúng ta sẽ được tặng 1 hộp. Chúng ta mua 6 sẽ được tặng 2, đặc biệt là mua 8 sẽ được tặng 3. Còn nếu chúng ta có thể sử dụng một cái liệu trình khác nữa, đó là 4 cái hộp này trị giá 4.4 triệu, chúng ta sẽ được tặng 1 hộp collagen DCNI siêu cấp, dòng đẳng cấp nhất của bên em mà hiện tại không có bán, chỉ để tặng. Dạ. Chị nhá. Ok Đức Nắm ơi, giá mộc đà là 1 hộp 350, là 2 hộp là 600.000 nè. Trẻ em sử dụng liệu trình 2 tháng là 1 hộp, người lớn sử dụng liệu trình là 2 hộp nha. À, anh Đức Nắm để lại cho em số điện thoại được không ạ? Cho lại em số điện thoại thì bên em mới giao hàng cho anh chị được nha. Biết chứ, thiếu collagen da nhăn đổi màu sẽ đúng rồi chị Thanh Lưu ơi. Và đặc biệt nữa là nếu chúng ta mua 4 collagen sủi tươi rồi, chúng ta được tặng 1 collagen sủi đẳng cấp của bên em DCNI, thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo 1 tuýp kem chống nắng nhá. Chúng ta khỏi phải mất tiền mua luôn. Đó, mua 4 hộp nha mọi người thì được tặng 1. Và kết thúc cái liệu trình này rồi thì chúng ta chuyển qua dòng collagen viên của bên em để duy trì. Collagen viên thì có 790 một hộp thôi anh chị ơi. 790.000 đồng một hộp. Nếu như anh chị nào chúng ta da chúng ta không quá là bị trùng, chúng ta không quá là bị nhăn nhiều, chúng ta không bị chân chim nhiều quá, thì chúng ta có thể dùng cái loại collagen viên cho bên em nhé. Collagen viên của bên em chỉ 790.000 đồng một hộp, chúng ta dùng trong vòng 1 tháng. Và chúng ta mua 3 hộp thì được tặng 1 hộp chính nó. Đó, 1 hộp chính nó luôn. Còn nếu chúng ta mua 4 hộp thì chúng ta cũng sẽ được tặng 1 cái hộp collagen sủi tươi siêu cấp của bên em nhé. 3.160.000 đồng, tặng 1.6 triệu. Trừ đi là 3.160.000, trừ đi 1.600.000 là chỉ còn có 1.560.000 thôi. Tính vào bỏ có 1.560.000 là quá rẻ. Mà hai cái dòng này này, hai cái dòng này thì nó hỗ trợ nhau rất là tốt. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì trong cái collagen DCNI của bên em ấy, thì nó có cái collagen thủy phân từ da cá chứa 2.000 mg, đặc biệt là có cái thành glutathione với 250 g. Đây chính là một cái thành phần nó giúp làm trắng sáng cho làn da nhá. Đối với chị em nào chúng ta đang bị nám da mà chúng ta muốn trắng sáng đều màu, đặc biệt nó sẽ tăng tính đàn hồi cho làn da, dưỡng ẩm, ngăn ngừa nám mới hình thành. Và sao ạ? Và nó giúp chúng ta mờ thâm mờ nám nhá. Đúng rồi. Ok Hoa Huỳnh, ok Đức Nấm đã thấy số điện thoại của các anh chị rồi. Các anh chị biết không, tại vì bên em bán hàng á, thì cái bán hàng theo cái số điện thoại các anh chị để lại, thì các anh chị để lại đúng số điện thoại của mình thì ngày hôm sau sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện bằng cái số tổng đài là 0888881111 tới với tất cả các anh chị. Và các anh chị hãy luôn luôn cầm cái phone của mình bên tay nha, chứ đừng có để đi đâu. Tự nhiên bên em gọi tới mà nhỡ hoài là không được nha các chị nha. Nhớ là theo dõi điện thoại của mình để xem bên em có gọi điện tới cho mình không nha. Còn đây các tình yêu mỹ nữ đẹp gái xinh đẹp ơi, các chị ơi, nếu mà muốn body của chúng ta thay đổi thì chúng ta cần phải sao ạ? Cần phải dùng kem body nhá. Kem body của bên em thì nếu mà nói mà bảo bôi một phát mà nó trắng bạch là không có đâu ạ. Bởi vì là kem body của bên em nói không với các chất bào mòn mọi người nhá. Trong này nó có cả hạt chất kem chống nắng SPF 50 cộng luôn. Có nghĩa là nhiều chị em chúng ta sẽ lấy kem chống nắng của da mặt để bôi cổ với tay, đừng có làm thế, nó phí. Thay vì như thế chúng ta sẽ dưỡng ẩm làn da của mình với kem body của bên em nói không với các chất bào mòn. Chúng ta sẽ dưỡng ẩm từ từ, một ngày dùng cho em 2 lần, đó là buổi sáng và buổi tối. Khi chúng ta tắm xong chúng ta lau khô người, chúng ta bắt đầu sắc cho em nhá. 480.000 đồng một chai, chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1. Anh chị chúng ta nhanh tay để lại số điện thoại này. Kem body của bên em sẽ giúp làm trắng da từ từ, mùi thơm thì bao phê, nó không khác gì mùi nước hoa nha mọi người. Chỉ với 480, nhưng mà bởi vì cái sản phẩm này nó cũng còn ít ấy, là vì sản xuất không có kịp, thế nên là chúng em ít có đưa lên. Nhưng mà chị yêu cũng có hỏi là con body thì em vừa mới chia sẻ cho anh chị chúng ta đấy, body đó là cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu nhá. 480.000 đồng một chai 300 ml, trong này nó có cả hoạt chất kem chống nắng để bảo vệ cho làn da của mình trước ánh nắng mặt trời nha. Cảm ơn tất cả các anh chị, rất chị Hà Trần nè, cảm ơn chị Na Sinh, Thanh Lưu rất hài lòng về sản phẩm, cảm ơn tất cả các anh chị. Collagen sủi đúng rồi. Các anh chị còn ở đây là các anh chị là người nhà của tụi em hết rồi đó các anh chị. Và các anh chị nào đã sử dụng và hình như là sản phẩm mình còn ít á, thì chúng ta nhanh tay để lại số điện thoại để chúng ta cùng mua cái sản phẩm này đang trong chương trình khuyến mãi. Chứ chúng ta đợi nó hết cái chương trình khuyến mãi này mới bắt đầu để lại số điện thoại mua, thì lúc đó thứ nhất là hàng về chậm này. Lúc đó lỡ mình uống dùng hết rồi hàng chưa về tới nơi thì sao? Còn nếu mà không á thì nó sẽ hết hàng, hết chương trình khuyến mãi, thì lúc đó mình không mua được chương trình lợi nhuận như thế này nữa. Thì các anh chị nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhé. Ok các anh chị, và các anh chị để lại số điện thoại và kèm theo cái tên sản phẩm các anh chị muốn mua giúp em nha. Tư vấn collagen uống đẹp da. Ok chị Thanh Liêm,
À, chị Thanh Lưu, ok chị gái. Cho Minh Nguyệt cảm hát bài. Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Ờ, hát thì hát đi. À, cái tăng cân mộc đà là 350 cho trẻ em nha các chị ơi. Tăng cân mộc đà 350 cho trẻ em và người lớn là 600.000. Cả trẻ em và người lớn đều sử dụng trong vòng 2 tháng là cái sản phẩm này. Và trong vòng 2 tháng này chúng ta có thể tăng cân từ 2 cho tới 4 cân. Các anh chị có nhiều cái trường hợp cơ địa nó sẽ buồn ngủ một vài ngày đầu, cho nên các chị nào mà làm trong cái môi trường cần cái sự tỉnh táo cao thì các chị nên test trước nha. À, đối với trẻ em thì 7 tuổi trở lên là sử dụng được, còn người lớn thì bắt đầu tính từ 13 tuổi trở lên. Cần sử dụng trong vòng 2 tháng nha các chị. Nhanh tay để lại số điện thoại này giúp em. Đấy, tôi lịch sự, tôi ngừng lại cho Nguyệt hát. Chứ đang mở nhạc lên mà còn nói nữa là không lịch sự. Chứ sao nữa. Thế mà mới này tôi đợi hoài đấy. Kệ chứ, bắt nạt băng tí mọi người ạ. Khổ cái gì, cái gì vậy? Tôi không biết, câu bấm tôi đâu có đụng tới. Đúng chưa? Sau đây sẽ là một ca khúc hai em tư vấn rất là chuẩn, em cảm ơn chị. Đi đâu đâu mà chị Hoa quả vấn nhỉ? 2-3 tuần nữa cơ. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chàng ngày ấy tình đầu, anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào, biết trăng nguyệt buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trong hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, tiếng mưa rơi còn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mắt môi đồng xê tháng này, giờ tìm nhau trên lối về, gửi vào trong ký ức đã lỡ. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa, giờ còn đâu ngủ đi tìm. Minh Nguyệt sẽ bằng chắc 18 đâu có. Chúng em là gần 35 tuổi. Mọi người cứ uống collagen thì nó mới như thế này được đó. Không có thì già lắm. Đâu. Này bộ đồ đẹp. Chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi đây, tiếng mưa rơi còn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mắt môi đồng rơi tháng ngày, giờ tìm nhau trên lối về, gửi vào trong ký ức. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa, giờ còn đâu ngủ đi tìm nhé. Hey!
ơi, đừng quên mua hàng, các chị để lại số điện thoại giúp em nha các chị nhá. Chúng ta đừng quên để lại số điện thoại để bên ngày mai chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi điện vào giờ hành chính đến tất cả các chị để các chị cung cấp và cũng như là tư vấn thêm những cái mà các chị chưa hiểu về cái sản phẩm. Một khi chúng ta hiểu rõ về sản phẩm thì chúng ta mới mua hàng, đúng không ạ? À, chúng ta nhanh tay đừng ngần ngại gì và chúng ta để lại số điện thoại của các chị nha. Nói chuyện với anh chị xíu nha. Hello, nói chuyện các chị. Ok, cho mình được và Sabang nói chuyện xíu nữa nha. Hôm nay anh chị chúng ta có mệt không nè? Hôm nay anh chị chúng ta thấy có mệt không? Mình người về sao quá mệt. Anh chị làm gì mà mệt? Các anh chị quá mệt rồi. Sao mệt? Là ó chế chiếc lỗ tai quá mệt. Mình muốn dùng collagen xin tư vấn. Cảm ơn chị Nguyễn Thu ạ. Một khi mà đã chị đã muốn dùng collagen thì em tin rằng là chị đã bắt đầu biết yêu bản thân mình rồi đấy mọi người yêu thương ơi. Phụ nữ chúng ta thì đương nhiên là collagen thì nó không phải là nó chỉ dùng cho phụ nữ mà dùng cho cả đàn ông. Nhưng mà nói về phái đẹp thì đương nhiên là nó thiên về phụ nữ mọi người ạ. Chứ không ai nói là đàn ông là phái đẹp cả, mà chỉ nói là phụ nữ là phái đẹp thôi. Thế thì collagen của bên em thì thực sự ra để mà nói là nếu như mà ai bắt đầu dùng collagen ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn đang rất là nhiều băn khoăn thắc mắc. Thì Minh Nguyệt cũng chia sẻ là em cũng mới vào DCBT được tầm khoảng 5 tháng. Đây chính là dòng collagen mà em dùng đầu tiên. Bởi vì lý do đơn giản là em muốn làm căng cho làn da của mình. Tức là khi mà cơ thể chúng ta thiếu hụt collagen ấy thì cái làn da của chúng ta bắt đầu nó bị trùng xuống, nó bị nhão và không còn tính đàn hồi. Vậy thì đơn giản, cái tư duy của em đó là thiếu cái gì, chúng ta bù đắp cái đó. Vậy thì em sẽ dùng cái dòng collagen này tối đa trong vòng 6 tháng. Và khi kết thúc cái liệu trình 6 tháng thì em sẽ chuyển qua cái dòng collagen viên để duy trì. Cái dòng này của bên em tại sao mà em chỉ dùng có 6 tháng? Bởi vì cái hàm lượng collagen của nó rất là cao. Chúng ta mua một hộp là 1,1 triệu. Đó, 1,1 triệu. Tính ra là trong này có 40 gói. Bình thường ra một ngày chúng ta có 2 gói là dùng trong vòng 20 ngày. Nhưng cái quan điểm đó là gì ạ? Quan điểm là em sẽ ngưng. Em sẽ ngưng trong khoảng từ 4 đến 5 ngày. Đó, miễn là làm sao mà em cảm thấy là tại vì cái hàm lượng nó rất là cao mà, thế nên là em sẽ ngưng. Và với liệu trình mua 3 thì chúng ta sẽ được tặng 1. Chúng ta mua 6 tặng 2 và mua 8 tặng 3. Nhưng mà bây giờ chúng em đang có một cái chương trình dành cho anh chị chúng ta. Đó là chúng ta collagen viên à. Đó là chúng ta dùng 4 hộp collagen sủi tươi bên em với giá là 4,4 triệu đồng thì sẽ tặng luôn cho anh chị ta một hộp collagen DC9 dòng siêu cấp đẳng cấp nhất của bên em từ trước đến giờ luôn mọi người ơi, với giá là 1,6 triệu tặng nhá. Và khi chúng ta mua cái này chúng ta sẽ được tặng một hộp collagen DC9 và kèm theo một kem chống nắng bên em nữa. Khỏi cần phải mất tiền mua luôn. Đó, đây chính là một cái liệu trình. Sau khi kết thúc cái liệu trình này ấy, nó đã đủ để mang lại cái làn da căng bóng cho chúng ta rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển qua cái dòng collagen viên này. Và mọi người lưu ý là cái collagen DC9 của bên em ấy thì có những cái thành phần mà trong đây không có luôn này. Nên là nó mà kết hợp với nhau ấy, đây chính là một cái sự tuyệt vời. Nó sẽ giúp nâng niu cái nét thanh xuân của chúng ta. Nên các chị yêu nào chúng ta đã muốn làm đẹp, chúng ta muốn trẻ hơn so với tuổi, chúng ta muốn làm chậm quá trình. Chứ em chia sẻ luôn là chúng ta không thể nào mà 40 tuổi mà đòi trở thành 20, 25 là không có. Đương nhiên là khi chúng ta uống collagen nó sẽ giúp làm gì? Làm chậm cái quá trình lão hóa trên làn da của mình. Thì thực sự là ngày nào em cũng uống cái này và em cũng không để ý mấy đâu ạ. Sau một thời gian thì em tự cảm nhận được là cái làn da của mình nó căng hơn và mình cảm thấy là mọi thứ nó cũng đều tốt hơn ngày trước rất là nhiều. Thế nên em hy vọng là các chị yêu chúng ta cũng sẽ yêu bản thân mình hơn. Yeah. À, đúng rồi. Ngay bây giờ là trễ giờ rồi này, chúng ta uống collagen chưa? Nếu chưa uống collagen thì lấy collagen lại uống. Còn nếu mà đã uống rồi thì chúng ta nhớ là cái khả năng mà thức khuya của chúng ta nó cũng sẽ gây nên chúng ta bị sạm nám và tàn nhang đó các chị. Tăng sắc tố melanin chính vì lúc ra kiểu như là nếu mà chúng ta thiếu ngủ một đêm là các chị thấy da chúng ta sạm xuống nhiều. Là nếu mà các chị thức nhiều đêm chúng ta sẽ hình thành nám, sạm và tàn nhang. Đó là lý do, không phải là chỉ cần tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, chúng ta có thể tiếp xúc ánh nắng màn hình điện thoại cũng vậy. Cho nên là chúng ta nếu mà trước khi mà tắt đèn đi ngủ chúng ta nên có lớp kem chống nắng trên mặt chúng ta. Còn nếu mà chúng ta bắt đầu đi ngủ thì nhớ tẩy trang thật sạch với kem chống nắng, rửa mặt thật sạch và một tuần tẩy tế bào 2 lần giúp em nha. Ok, và bây giờ cũng đã đến giờ dành thời gian cho anh chị nghỉ ngơi của tụi em cũng xuống like, gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các anh chị còn ở đây là những người nhà, những người anh, người chị thân thương của Sabang và Minh Nguyệt. Em thấy chị nói là chị sao chưa điện thoại cho chị. Thế chị yêu ơi, điện thoại của bên em là phải gọi điện thoại vào giờ hành chính nhá. Nên là chúng ta nhớ là cầm điện thoại vào giờ hành chính giúp cho bên em thì bên em mới có thể lấy thông tin được. Và nhắc với toàn thể quý anh chị là số điện thoại chốt đơn duy nhất của bên em đó là 0888881111 đó. Ok. Sau khi chúng em kết thúc cái livestream này chúng ta vẫn có thể để lại số điện thoại trên live nha mọi người ơi. Vẫn có thể để lại số điện thoại này. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Love you.